Hello, xin chào mọi người. Hôm nay em lại giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm là Retinol của X5 nha mọi người. Thì em này đang rất là hot và không những là điều trị mụn nè, tái tạo da mà giúp cho da của chúng ta được là hỗ trợ về cái dưỡng ẩm cho da rất là tốt, với các thành phần thiên nhiên và không hề gây kích ứng cho da nha mọi người. Mọi người đang tìm kiếm về một cái dòng sản phẩm Retinol mà giúp cho hỗ trợ cải thiện làn da, thì em nghĩ đây là một cái dòng sản phẩm rất là cần thiết, bởi vì cái thành phần của nó giúp chăm sóc da rất là ổn định. Và cái bước đầu tiên khi mà mấy chị sử dụng cái em Retinol này á, thì đầu tiên chúng ta sẽ tẩy trang, sau đó chúng ta sẽ làm sạch da bằng sữa rửa mặt. Tiếp theo bước thứ ba là tẩy tế bào chết cho da, và thứ tư là cân bằng da bằng nước hoa hồng hoặc là toner đó, còn gọi là toner mọi người, là mình sẽ thoa một lớp toner lên da đặc mặt, sau đó mình sẽ thoa cái serum này nè để vỗ lên cái da mặt của mình sau khoảng 5 đến 7 phút. Thì mọi người có thể khóa ẩm bằng kem hoặc là keo khóa ẩm đó, đơn giản vậy thôi. Là cái dòng sản phẩm này hỗ trợ cân bằng độ ẩm, điều trị mụn và đặc biệt là làm sáng da rất là tuyệt vời. Em này cũng đang rất là hot và được rất là nhiều chị em khen ngợi, và cái dòng sản phẩm này nó sẽ giúp hỗ trợ trẻ hóa làn da, và đây là một cái dòng sản phẩm đáng để mua nha mọi người. Em nghĩ cái dòng sản phẩm Retinol thì đây là cái dòng sản phẩm có giá, mức giá rất là bình dân, và ai cũng có thể sử dụng cái Retinol mà cái dòng sản phẩm chính hãng như thế này. Cái này là cái tiếp kem này còn gọi là đỉnh cao trong việc trẻ hóa làn da, khác với tất cả các Retinol trên thị trường. Em này còn chứa những cái niacinamide tăng cái hiệu quả làm trắng, và HA giúp căng bóng và giảm kích ứng cho da. Cái dòng sản phẩm này làm tăng độ dày sừng, tăng collagen trung bình, tăng hyaluronic acid, giảm khả năng tạo mạch máu và kết quả làm cho da của chúng ta dày, căng và trẻ hơn. Niacinamide có tác dụng làm trắng và cải thiện đi những cái sắc tố da, làm sáng da và chống lão hóa. Cái em này á là đối với những cái làn da cần cấp ẩm hoặc là những cái làn da cần hỗ trợ về cái kiểu như sắc tố da thì nên sử dụng em này. Nó sẽ giảm mụn và bảo vệ da một cách tuyệt vời. Thì đây là một cái dòng sản phẩm giúp hỗ trợ chống lại những cái gọi là những cái lão hóa của làn da rất là tốt. Và em nghĩ tất cả các chị em phụ nữ ở những cái lứa tuổi từ 25 trở lên thì đều có thể sử dụng em Retinol này một cách tuyệt vời rồi nha. Thì em Retinol này đơn giản, rất là đơn giản, mọi người cứ nghĩ đi là mình sẽ tẩy trang. Nếu mấy chị sử dụng những cái lớp trang điểm dày hoặc là những cái mấy chị kỹ hơn trong việc skincare của mình ấy, thì mọi người sẽ nên tẩy trang, sau đó rửa mặt, sau đó thoa một lớp toner gọi là nước hoa hồng, và sau đó là sẽ thoa kem serum này lên. Nếu mấy chị thoa serum này lên, sau đó mọi người sẽ khóa ẩm bằng một kem dưỡng ẩm chuyên dụng dành cho da của mình, thì em nghĩ đó, sau từ là 5 đến 10 ngày thì cảm giác làn da của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn và sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Nên mọi người chú ý, hãy nên dưỡng trắng da bằng những dòng sản phẩm Retinol chính hãng và đặc biệt là xuất xứ thiên nhiên cực kỳ an toàn này, để mà da của chúng ta đẹp hơn, khỏe hơn và xinh xắn nhất có thể nha. Đây là dòng sản phẩm Retinol và em khuyến khích mọi người nên sử dụng em này để có một làn da đẹp nhất và tuyệt vời nhất nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.